đi cho mình là để mẹ đi vay nhà chó đi 20 triệu còn ôi nhớ năm chúng tuyên dương toàn trường à thôi nha sĩ diện bắt mẹ đưa 20 triệu của học sinh nhà để tuyên dương toàn trường đã được tuyên dương một con lên chụp ảnh linh tinh thôi tao này mày bớt hão hộ tao cái không nghĩ mày đâu mày ảo vừa thôi mày rất là ấy luôn nhà mày có cái gì đâu tại sao mà bây giờ nhà có tiền mày lại bảo mẹ đi vay để ủng hộ tại sao thế thì về như thế mình lúc nào mình có mà mai kia mày học xong mày đi làm mày có tiền để ủng hộ tao không gì cả nhưng bây giờ tao đang vay nợ nhà giải nó còn đang ra đi học đi làm rồi có ủng hộ cho ai đấy mày đã có tâm thì chẳng phải nó bây giờ mày bắt tao đi vay về để ủng hộ tao chứ mày tao mua mày từ bé nói chung là cái sĩ diện của mày là không được sĩ diện đây sĩ diện ảo thực tế là gì cơ thực tế là bản thân mày cũng có tiền đâu mẹ có tiền đâu tiền có tiền không thì tao đây là thằng đô dô đúng đấy mày. Không có tiền ra không ai có tiền mà mày đổ tao đi vay tiền mày để cho mày đi ủng hộ để liên quan để tư dương tao thì tao mua mày đây là con cái tư dương mẹ nhớ mày nhớ mặt đi nó mày là mặt chứ mà tao không có tiền để đi vay có tiền cho mình đi ủng hộ có tiền đi ủng hộ đi liên quan chứ còn đâu làm gì đi vay này mong làm gì bán à? Thằng này để chịu thôi mẹ à? Đi bảo bố nó ốm yếu suốt ngày đã không làm ra tiền nó ốm yếu suốt